Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây ra, nó buông đây ra. Rồi, đang này đây. Thank you.
Năng được cả bộ quả dương. Măng chảo tư thì thế đăng cái này nó không ấy là gió nó vào không ấy nó nhiều lắm đấy thầy ạ. Hả? Và cái kéo đèn cái quần đấy, gió quá nó thốc vào nó cũng cái gì đấy. Thốc vào á? Đèn kéo quân này đẹp nhở, đi đẹp nhở. Anh cứ quay đi, anh cứ quay nó một lúc đi. Nhìn đấy, đây phải đèn kéo quân đấy. Cái nó mua ở đâu anh? Hả? Lập chiến làm á? À? Hôm qua nhà làm vừa nhà nó luôn ấy. Hôm qua vừa làm nhà nó luôn ấy. Không phải lập kia là lập khác, là lập ở ngay chỗ thằng cá đó mà, lập cái. À. À. Anh ta là cái. Lập nông lập. Đây. Làm giỏi quá nhỉ? Ô, nó bỏ lúc đầu là bỏ thằng hàng. Đẹp quá, để cấu quân này. Không có gió là nó tự đi nhở? Có nhiều người làm được nhưng mà không, nó không quay được. Quay được mới phải là quay được mà mới là phải thợ thật. Nó đủ nhiệt nó tự quay. Cái dương lấy cái cây hoa đi cho thầy nào, để thầy quay nè. Đặt ra mày này, đặt ra cạnh ấy, đặt ra trước đấy, trước cái đầu gối thằng dương ấy, để thầy quay. Thật hàng thế em ra này đi suốt chuyện không mất bình thường thôi. Ồ, nhưng mà cái này đẹp nhỉ, cái này công nhận đẹp. Đây này công nhận. Công nhận đẹp nhỉ. Nó mềm lồng, nó đủ nhiệt ra nó đây đơ. Nó không đủ nhiệt là nó không đi. Đây này. Nó bảo là nó lắp cái motor là nó đi nhanh quá đi. Ừ. Đây là đèn cầu quân. Em quay đi em. Ừ. Mềm lồng. Kệ thôi, đây thôi. Chuẩn bị khám lệ luôn. Nghe tự quay này, đủ nhật nó tự quay. Hôm nay ở nhà nó có gió nó cứ đi từ từ này. Làm giỏi nhỉ? Cái này làm kiểu gì? Motor nó chạy nhanh nhưng mà bây giờ chạy cái motor nó là không có cái motor lắp, nó bằng pin. Chạy nhanh quá đây không đẹp đâu. Chạy nhanh nó không đẹp đấy, cái này nó đi bây giờ gió nó vào nó đủ nhiệt. Này đẹp không? Đây nha mọi người ơi. Này đây nó quay này đẹp nhỉ? Không nhận đẹp thế. Mình nhìn mê luôn đấy. Ừ xong à. Đây này, nó tự quay nhá. Này tự quay mầm đây này. Quay từ từ mới đẹp. Đấy, quay từ từ mới đẹp. Con motor mà nó lanh quá không đẹp đâu. Quay từ từ nó đẹp. Nó chạy tít ấy, nó lắc rồi. Ừ. Anh bảo là bây giờ làm cái này nó bây giờ nó không có gió là nó đủ nhiệt, nó đủ nhiệt đến này. Ngồi cái này là không đắt lên này. Anh là thật là đèn kéo quân đó, anh là chân đèn kéo, đây là phải đèn kéo quân. Ừ.
Của tôi gặp bây giờ chúng ta chỉ có tìm hiểu mãi mỗi cái thằng ở trong cái thằng kia cũng làm được. Ờ. Nó kiểu nó ốm rồi nó lại không làm được. Đây này, bên tự quay này. Ừ, và đây ông Hoàng Thân Vượt Lát Đèn kéo quần là liên hệ cho bố Dương nè. Anh Đại Hiện nè, anh Hiện Đại nè. Hiện Đại Dương. Hiện Đại Dương ở Bản Đao nhá, để giới thiệu nhá. Hiện Đại Dương. Không, nhưng mà cái nhiều người tìm cái này khó. Không, biết, không có đâu. Không có, không biết ai biết làm đâu. Cái này tí đốt đi là mình đi. Không đốt. Đốt, cái này phải đốt chứ. Đốt. Đốt mới nhận được chứ. Tiếc cũng phải đốt. Để cái này người này con làm gì để được. Không để được đâu, phải đốt chứ. Cái này giả cho người nào là phải đốt đi người đấy. Không thì bảo anh mất công làm gì. Cái này à. Đấy bây giờ nó đường dây nó có đó là. Cái này hôm nào nó bảo nó làm cái khung sắt để làm kỷ niệm. Khung sắt rồi nó đi được. Nặng quá. Ừ nó nặng. Nó bảo là bây giờ lắp cái motor về làm nó hôm qua nó làm từ 8 giờ đến là 3 giờ nó mới được cái này đấy. Ừ. Cái này là phải đây này phải quay được giỏi nhỉ. Không sắt thì tí lại không đốt được. Đốt thôi chứ. Nó không nặng nó không quay được ấy. Nó ừ. Mình chỉ lấy cái khung sắt cho cái giấy mình vẫn lấy. Khung sắt nhưng mà nó có quay được không bà, nó không quay được đâu. Nó ở trong cái khung sắt chỉ lấy vỏ ngoài thôi, còn cái khung sắt ngoài ở trong vòng ngoài vẫn ừ vẫn phải cây. Đẹp quá. Sắt đốt đi tiếc nhỉ. Cái như khung sắt mình vẫn lấy cái khung này xong rồi cái kia vô. Ui nó tay nghề nó còn làm. Làm giỏi nhìn làm mộc mà, làm mộc được nó làm giỏi đẹp. Mà công nhận là đẹp nhỉ. Ừ. Đây đấy. Đây à. Làm cái này á không phải dễ đâu. Làm được nhưng mà không quay được không có nó quan trọng. Là không đi. Có người nó làm nó nặng nó không đi được ấy. 200 nó hào nó làm hai cái rồi nó không đi. Không đi được à? Nó mới bảo là giới thiệu cho đấy không bằng cái hát.